Địa ngục nằm ở đâu? Có bao nhiêu lối vào? Cao nhân có công năng đặc dị, đưa ra lời giải đáp. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết có thật sự tồn tại hay không? Con người rốt cuộc đã phạm phải tội gì để đến nỗi phải chịu những hình phạt này? Và làm sao mới có thể tránh kết cục bi thảm ấy? Chào mừng quý vị đã đến với Đồng Tây Kim Cổ. Quý vị thân mến, từ nhỏ chúng ta đã nghe nói đến cõi âm gian và địa ngục. Các tín ngưỡng khác nhau trên thế giới đều có mô tả về địa ngục. Chẳng hạn như Thiên Chúa Giáo ở phương Tây hay Thần Khúc của Dante đều mô tả cảnh tượng 9 tầng địa ngục và 7 tầng luyện ngục. Người Á Đông chúng ta cũng tin rằng thế giới bên kia là âm tào địa phủ, là cõi u minh hay hoàng tuyền, có rất nhiều giả định khác nhau. Vậy thật sự địa ngục có tồn tại hay không? Cho đến nay vẫn là ẩn số mà khoa học hiện đại chưa có câu trả lời. Bởi vì đây là những bí ẩn mà con người không thể tận mắt chứng kiến, nên hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe lời giải đáp từ góc độ của một cao nhân có công năng đặc dị. Với những quý khán giả không tin vào khả năng siêu nhiên, thì hãy cứ coi như một câu chuyện vui hay một truyền thuyết mà thôi. Và bây giờ không để quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng khám phá ngay nhé! Phát hiện bất ngờ của Liên Xô. Vào những năm 1960, Mỹ và Liên Xô đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hai nước âm thầm chạy đua trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quân sự vũ trang và thăm dò không gian. Các nhà khoa học Liên Xô quyết định sử dụng máy móc tối tân nhất để khoan sâu vào trung tâm trái đất. Kế hoạch khởi công vào ngày 24 tháng 5 năm 1970 có tên là Kính Viễn Vọng Trái Đất, còn được gọi là siêu lỗ khoan Kola, với lỗ sâu nhất lên tới 12.262 mét, cho đến nay vẫn giữ kỷ lục là lỗ khoan sâu nhất trên đất liền. Để thực hiện kế hoạch này, Liên Xô đã dốc toàn bộ nguồn lực, tổ chức hàng nghìn nhà khoa học sử dụng các máy khoan và thăm dò hạng nặng. Bí mật khoan tại khu vực bán đảo Kola ở Tây Bắc Siberia, họ đã mất khoảng 20 năm để khoan sâu gần 13.000 mét theo hướng thẳng đứng xuống lòng đất. Tuy nhiên, công trình được đầu tư kỹ lưỡng này lại đột ngột dừng lại một cách kỳ lạ vào năm 1994. Toàn bộ các nhà khoa học phải rút khỏi hiện trường, hết thảy máy móc và thiết bị đều bị bỏ lại, trở thành đống sắt vụn hoang phế. Vì sao lại như vậy? Người trong cuộc tiết lộ rằng, trong quá trình khoan thăm dò đã xuất hiện những hiện tượng siêu nhiên. Đáng sợ hơn nữa là người ta còn nghe thấy tiếng gào thét thê thảm của rất nhiều âm hồn vang lên từ lòng đất. Thậm chí có cả ma quỷ bò ra từ lỗ khoan. Vì vậy công trình buộc phải dừng lại. Có người nói rằng mũi khoan đã đụng phải cửa địa ngục và những âm thanh đó đều đến từ địa ngục. Lúc ấy đây là những sự việc chấn động gây xôn xao dư luận, nhưng sau đó lại dần bị lãng quên theo thời gian. Mới đó đã 30 năm trôi qua, rất nhiều sự việc kỳ lạ cho đến nay vẫn chưa được kiểm chứng. Vậy có thật Liên Xô đã khoan đến cửa địa ngục hay chăng? Vị cao nhân thông qua công năng đặc dị đã phát hiện ra rằng lỗ khoan thăm dò ở độ sâu gần 13.000 mét của Liên Xô thật sự đã khoan đến cửa địa ngục. Đây là địa ngục của thế giới người da trắng phương Tây, đối ứng với không gian nhân loại. Thế giới u ám dưới lòng đất này là nơi giam cầm rất nhiều sinh mệnh phạm trọng tội. Họ là linh hồn của những sinh mệnh da trắng thuộc nhiều hành tinh khác nhau trong dải ngân hà, số lượng lên đến hàng triệu người. Có linh hồn mang hình người, có linh hồn mang hình dạng nửa người nửa thú và các loài động vật khác. Họ bị giam cầm trong một không gian bí mật dưới lòng đất. Nơi đó tối tăm, lạnh lẽo, không có đồ ăn và thức uống. Diện tích của thế giới dưới lòng đất này rất rộng lớn, tương đương với 2/3 diện tích nước Nga hiện nay. Âm thanh ghê rợn trong sự kiện năm đó chính là tiếng kêu khóc vô vọng của các linh hồn tội lỗi bị giam giữ dưới địa ngục. Trong hoàn cảnh thống khổ ấy, họ đang cắn xé lẫn nhau, mỗi giây phút đều bị nỗi đau đớn giày vò. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là tất cả những gì họ đang chịu đựng. Nói về những con quỷ bò ra khỏi giếng khoan, đây chính là âm linh từ địa ngục bò lên mặt đất, nơi không gian nhân loại. Nhưng sau đó chúng đều bị Diêm Vương tiêu trừ, bởi vì sinh vật trong địa ngục không được phép can nhiễu đến xã hội người thường. Những quỷ tốt trong coi địa ngục đều có pháp lực thần thông. Họ trông giống như thây ma trong các câu chuyện kinh dị ở phương Tây. Có con mắt trắng xám không có đồng tử bên trong, bộ mặt dữ tợn đáng sợ, thân trùm áo màu đen,
còn bàn tay thì khô khốc với các móng tay dài và sắc nhọn. Ngoài các quỷ tốt canh giữ, địa ngục còn có một loại thần thú vô cùng hung hãn là chó ngao ba đầu, có vai trò giống như chó nghiệp vụ của cảnh sát con người. Ước tính trong địa ngục có khoảng 700 đến 800 con. Diêm vương của địa ngục da trắng là một người tu hành đắc đạo trên dãy núi Alps. Cho đến nay, ông đã tu luyện được 1.000 năm. Ông có mối liên hệ mật thiết đối với giáo hội La Mã, nhưng thân phận của ông vẫn được giáo hội giữ bí mật tuyệt đối. Chức trách của ông là xử lý các quái thú và âm linh gây họa loạn nhân gian. Ông vốn là chủ nhân đầu tiên của tòa lâu đài cổ 1.000 năm tuổi gần dãy núi Alps ở Pháp. Hiện ông vẫn đang sống trong tầng hầm của tòa lâu đài ấy. Ông sử dụng phép tàn hình để tự do ra vào, nên những người hiện đang sống trong tòa lâu đài không hề biết đến sự tồn tại của ông. Những lối vào địa ngục. Nửa bán đảo Kola ở Tây Bắc Siberia là lối vào địa ngục của người da trắng. Vậy câu hỏi đặt ra là, địa ngục của những chủng tộc khác ở đâu? Vị cao nhân tiết lộ rằng, các chủng người khác nhau có lối vào địa ngục khác nhau. Về cơ bản, những lối vào địa ngục này đều ở độ sâu từ 8.000m đến 10.000m dưới lòng đất. Trong đó, lối vào địa ngục của người Ả Rập là vùng đất dưới sa mạc Cát Nhĩ ở Tân Cương. Dưới lòng đất ở khu vực đó có hai con sông ngầm. Nhân loại tương lai có thể sẽ phát hiện ra hai con sông ngầm này. Đây là lý do vì sao giữa biển cát mênh mông lại xuất hiện các ốc đảo. Lối vào địa ngục của người Ai Cập là vùng đất dưới khu vực ven địa Trung Hải. Lối vào địa ngục của người da đen là vùng đất dưới Nigeria. Còn lối vào địa ngục của người da vàng là vùng đất dưới núi Thanh Thành ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Có lẽ quý vị cũng như tôi, luôn tò mò muốn biết lối vào dưới núi Thanh Thành có điểm gì đặc biệt. Bí mật núi Thanh Thành. Thông qua thiên mục, vị cao nhân nhìn thấy lối vào này nằm ở độ sâu 8.000m dưới lòng đất, bắt đầu từ một hang động bí mật ở trên núi Thanh Thành, rồi thông thẳng xuống địa ngục. Đây là trạm phân lưu trung chuyển đưa người da vàng đi tới âm gian. Địa ngục chia làm 7 tầng lớn, nếu chia nhỏ hơn thì có 18 tầng. Tổng diện tích chiếm đến 1/3 diện tích Trung Quốc. Bên trong giam giữ những linh hồn thuộc thế giới người da vàng trong phạm vi hệ ngân hà. Các sinh mệnh được phân theo khu vực và không gian riêng biệt trong 7 tầng khác nhau. Trong 7 tầng này, tầng thứ nhất chỉ thấp hơn không gian nhân loại 1 tầng. Đây là đường thông dành cho các sinh mệnh hình người. Lúc sống không làm điều đại thiện, cũng không làm điều gì đại ác. Sau khi chết, họ được đưa vào đây để đưa thẳng đến âm gian và trở thành âm hồn. Với những người khi sống từng làm nhiều việc đại thiện, thì khi đến âm gian sẽ có được nơi ở có điều kiện tốt đẹp hơn. Còn đối với những người tin vào tà giáo, làm ra những việc phá hoại đạo đức nhân luân, gây họa loạn nhân thế, làm nhiều điều ác, hãm hại người khác, thì sau khi chết họ sẽ phải chịu cực hình ở một tầng không gian thấp hơn. Riêng đối với những kẻ xúc phạm thiên pháp và bức hại người tu luyện chính pháp, những kẻ này sẽ bị dẫn vào một đường thông đạo tối đen như mực. Tại cửa thông đạo có hai quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đứng gác hai bên. Những quỷ sứ này cao khoảng 2,2m, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm từng tội hồn bằng ánh mắt hung ác khiến người ta kinh hãi. Tiến sâu thêm nữa, giữa bóng tối âm u chỉ thấy vọng lại tiếng gào thét thảm thiết của những phạm nhân đang chịu tội hình. Ở đây có 10 quỷ sứ hình dạng xấu xí, tay cầm sổ điểm danh từng phạm nhân rồi đưa đi. Các phạm nhân sẽ bị đưa tới một nơi trông giống như nha môn. Trong đó có 18 gian phòng lớn màu đỏ, là nơi thẩm tra phạm nhân. Trước cửa có âm sai mặc quan phục màu đỏ, đầu đội mũ đen, có nhiệm vụ dẫn các âm hồn đi thành hàng, lần lượt đến phòng thẩm tra. Phán quan của phòng thẩm tra sẽ tra xét sổ công tội của từng âm hồn, căn cứ trên các việc thiện và ác họ đã làm trong đời để định ra tội danh. Có người tội ít, có kẻ tội nhiều, lại có những kẻ thập ác bất xá, đến mức từ trang sổ đầu tiên đến trang cuối cùng đều bị đóng dấu màu đỏ. Trên đó khắc hai chữ, tử tù. Trong những âm hồn bị thẩm tra, có người khóc lóc vì việc ác mà họ đã làm khi sống, có người cau mày, vắt óc suy nghĩ tìm cách thoát tội, lại có kẻ ánh mắt hung ác không ăn năn hối cải, mỗi người một vẻ, thật là một cảnh thê thảm, bi thương. Vị phán quan mặc quan phục cổ đại, còn những tội phạm mặc trang phục hiện đại. Cảnh tượng này là cú sốc lớn đối với những kẻ không tin rằng có thần linh và nhân quả báo ứng.
Nhưng cho dù khi sống họ có cố chấp đến đâu, thì sau khi chết, tất cả những điều này đều hiển hiện ngay trước mắt. Hình phạt dưới địa ngục. Trong xã hội hiện nay, khi đạo đức nhân loại ngày càng trượt dốc, rất nhiều người vì lợi ích, vì tiền, vì để thỏa mãn dục vọng mà không điều ác nào không làm. So với xưa kia, các loại cực hình dưới địa ngục đã tăng lên gấp nhiều lần. Đến nay đã lên tới 1.800 loại. Các loại cực hình này phân đều cho các không gian trong 18 tầng địa ngục. Trong đó có rất nhiều cực hình mà con người chưa từng biết đến. Ví dụ những kẻ ác khi sống từng phỉ báng Phật Pháp, đánh đập, chửi rủa và giết hại người tu Phật, thì sau khi chết sẽ bị quỷ sứ mang đến đỉnh núi dốc đứng, trên núi chằng chịt những lưỡi đao vô cùng sắc nhọn. Tội hồn sẽ bị quỷ sứ đẩy từ đỉnh núi xuống chân núi. Họ sẽ bị những lưỡi đao sắc nhọn liên tục đâm vào. Thân thể nháy mắt bị đâm đến tan nát, đầu thấu xương cốt. Loại cực hình này sẽ lặp đi lặp lại mỗi thời mỗi khắc, ngày này qua ngày khác không biết khi nào kết thúc. Còn có một loại cực hình dành cho những kẻ đại ác, chuyên tra tấn ngược đãi người tu luyện. Sau khi chết họ sẽ bị quỷ sứ lột da rút gân, sau đó đem thân thể bầy nhầy máu thịt ấy nướng trên lửa địa ngục, cho đến khi mỗi mẩu thịt đều cháy khét. Tội hồn phải chịu hình phạt trong khi ý thức vẫn còn tỉnh táo, cảm nhận được nỗi đau bị lột da rút gân còn khủng khiếp gấp 10 lần so với cơn đau trong cõi người thường. Cứ như thế họ phải chịu đau đớn liên tục không ngừng, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp không gian u ám của địa ngục. Sau khi thân thể tội hồn đã bị nướng cháy, quỷ sứ lại dùng dao sắc cạo hết phần da thịt còn sót lại trên thân thể, cạo đến mức trơ xương thì mới thôi. Sau đó quỷ sứ lại ngâm thân thể tan nát ấy trong một loại nước thuốc đặc sệt, dùng thần chú khiến thân thể dần dần khôi phục lại bình thường. Quá trình khôi phục này cũng cực kỳ thống khổ. Đến khi thân thể hoàn toàn khôi phục xong, tội hồn lại phải tiếp tục chịu cực hình. Cứ như thế lặp đi lặp lại, ngày đêm không ngừng nghỉ. Thế nhưng đây chỉ mới là một phần nhỏ trong vô số hình phạt mà họ phải chịu đựng. Vì nhân loại ngày càng bại hoại nên dưới địa ngục, số tội hồn phải chịu cực hình vẫn không ngừng tăng lên. Đại đa số đều là những kẻ đại ác, khi sống đã làm nhiều điều tàn ác hãm hại người tu luyện và phá hoại xã hội nhân loại. Những tội hồn này sẽ phải chịu đựng 1.800 loại cực hình khác nhau. Mỗi loại đều lặp đi lặp lại, khiến từng thớ thịt, từng tế bào của họ thời thời khắc khắc đều phải chịu thống khổ, gần như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Trong quá trình này họ không còn hy vọng được giải thoát. Chỉ vào thời khắc ngắn ngủi dừng hành hình, họ mới có thời gian sám hối về những hành vi tàn ác đã gây ra. Cho dù khi sống họ đã từng huy hoàng thế nào, có quyền cao chức trọng ra sao, thì bây giờ đều bị giáng hạ thành quỷ tù đày. Dù hối hận nhưng đã quá muộn màng. Nguyện vọng lớn nhất của họ là có ai đó sẽ giơ tay cứu rỗi mình. Nhưng biết nói với ai bây giờ? Các vị thần nhìn thấy tình cảnh thê thảm của họ, mặc dù rất thương xót nhưng chẳng thể làm gì. Chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi. Dưới 18 tầng địa ngục có một không gian bí mật. Đây là nơi giam giữ những kẻ trọng tội sắp bị đánh nhập vào cửa vô sinh. Những tội hồn này khi sống đã làm nhiều việc xấu, hoặc phá hoại Phật Pháp và bức hại người tu luyện, hoặc phá hoại luân lý đạo đức trong xã hội trên diện rộng. Lúc còn sống họ đã không thể bù đắp hậu quả do bản thân gây ra. Đến khi bị đày xuống địa ngục và bị giam giữ ở đây, họ lại càng không thể vãn hồi. Sau khi liên tục chịu 1.800 loại cực hình dưới địa ngục, họ sẽ bị giam cầm ở đây trong lúc sắp sửa đọa vào cửa vô sinh. Có thể bạn sẽ thắc mắc, cửa vô sinh là gì và nó nằm ở đâu? Vị cao nhân này cho biết, lối vào cửa vô sinh là một con đường bằng năng lượng bên trong tầng địa ngục thứ 18. Ở đó u ám, hoang vu, tĩnh lặng và rất thê lương, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mệnh và sự sống. Trong không gian đen tối này có một tấm bia đá rất lớn đặt ở chính giữa, cao 35m và rộng 15m. Trên đó viết bốn chữ triện lớn, vô sinh chi môn. Phía sau bia đá có khắc một bức tường năng lượng, màu xanh nhạt, cao và dài vô tận. Trên đó thỉnh thoảng có ánh chớp di động. Đây chính là lối vào dẫn đến cửa vô sinh. Bên trong cửa vô sinh chật kín các tội hồn. Họ là các sinh mệnh bị đào thải, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cửa vô sinh phân thành 81 tầng. Tầng thứ nhất là một không gian màu đỏ sậm, không có khái niệm đất và trời, không có lục địa, chỉ có một vùng biển gọi là Lưu Toan Hải. Nước biển toàn là axit sulfuric kéo dài tới vô tận,
nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vô số tội hồn chìm nổi trên mặt biển. Nồng độ axit ở đây cao gấp nhiều lần so với axit ở nhân gian. Càng đi vào sâu thì nồng độ càng đậm đặc. Biển axit này sâu không thấy đáy. Người nghiệp lực càng lớn thì chìm xuống càng sâu. Axit sulfuric thời thời khắc khắc đều ăn mòn từng lập tử của thân thể tội hồn. Các tầng khác nhau của 81 tầng vô sinh có phương thức tiêu hủy và hoàn cảnh vật chất khác nhau. Tội hồn bị tiêu hủy tầng tầng. Sau khi trải qua một lượt 81 tầng thì đã bị hủy diệt đến mức hầu như không còn gì nữa. Cuối cùng bị đánh nhập vào đất cực âm. Hình phạt tại các tầng không gian này quá khủng khiếp, có thể gây ám ảnh cho người nghe. Thiết nghĩ cũng không nên đi sâu miêu tả thêm nữa, mong quý vị khán giả thông cảm cho. Giữa địa ngục và nhân gian, người ta vẫn nghĩ đến địa ngục là một nơi xa xôi, huyền hoặc, thậm chí cách biệt một trời một vực với nhân gian. Nhưng kỳ thực, khoảng cách giữa địa ngục và nhân gian chỉ cách nhau một ý nghĩ. Vì sao nói như vậy? Xã hội nhân loại ngày nay, nhờ có khoa học kỹ thuật mà đời sống trở nên vô cùng phong phú. Con người sống trong cảnh an nhàn thoải mái, lại bị dẫn dắt bởi rất nhiều lời tuyên truyền sai lệch như thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, khiến chính tính bị phá hoại nghiêm trọng. Con người ngày càng không tin vào thực vật nữa. Biết bao người bị lợi ích sai khiến, đã gây nghiệp lực to lớn mà không hề hay biết. Thậm chí họ còn làm điều xấu một cách vui vẻ không kiêng dè. Nợ cũ chưa trả lại chồng chất thêm nợ mới. Họ chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà vứt bỏ hạnh phúc vĩnh viễn của sinh mệnh. Khi đạo đức suy thoái, nhân tâm suy đồi, lòng người sa đọa, thì cho dù đang sống ở nơi nhân thế, nhưng thực tế họ đã bị ghi danh vào địa ngục từ lâu rồi. Vị cao nhân thông qua thiên mục đã nhìn thấy tình huống bi thảm của rất nhiều nhân sĩ có tiếng trong xã hội. Ví dụ ở Hồng Kông, có một nam diễn viên nổi tiếng quảng cáo cho rất nhiều trò chơi điện tử trực tuyến. Chương trình quảng cáo của anh ta gây ảnh hưởng tiêu cực tới hàng triệu người, làm đảo lộn cuộc sống của biết bao gia đình. Rất nhiều người vì trò chơi điện tử mà không còn quan tâm đến mọi người xung quanh, thậm chí có khả năng mất đi cơ duyên đắc được Phật Pháp. Gây ảnh hưởng đến chính tính của con người đối với Phật Pháp chính là tạo tội nghiệp, cự đại, tổn thất gây ra làm sao bồi hoàn được đây. Nếu anh ta không sớm tỉnh ngộ thì điều chờ đợi trong tương lai là cực kỳ đáng sợ. Tổ tiên bảy đời của anh đang ngày đêm bị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, tra tấn không ngừng nghỉ. Ai nấy đều máu me đầy thân, rên la thảm thiết, miệng không ngừng nguyền rủa anh ta. Đứa cháu bất hiếu đã hại chúng ta thê thảm như thế này. Đồ bất hiếu, ôi thật là bất hiếu. Ở Trung Quốc còn có một nam diễn viên khá tiếng tăm, chủ yếu đóng các bộ phim khiêu dâm, cổ suý cho tình yêu buông thả phóng túng, làm loạn luân thường đạo lý. Các bộ phim này đã được trình chiếu rộng rãi trong xã hội, phá hoại nghiêm trọng đến luân lý và đạo đức nhân loại trên diện rộng. Hậu quả là con cháu bảy đời của anh ta đều bị giảm phúc lộc thọ. Trong các thế hệ con cháu đời sau sẽ có nhiều người hoặc bị tàn tật, hoặc phải sống qua ngày. Nếu anh ta không vãn hồi tổn thức, thì sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục, vĩnh viễn không có ngày trở ra. Người ta khi còn sống, còn thân người thì có cơ hội bù đắp sai lầm. Một khi đã mất đi thân người thì sẽ không còn cách nào hồi vãn. Nguyên Phó Bí thư Ủy ban Pháp luật thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc là ông Chu Hiến Phúc. Khi còn sống, ông từng gây ra rất nhiều điều xấu xa bị ổi. Vì ông ta làm quá nhiều việc bất nghĩa, nên cuối cùng đã bị trời trừng phạt. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, ông Chu qua đời vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 67 tuổi. Vào khoảnh khắc linh hồn rời khỏi thân thể, có hai quỷ sứ mặc quan phục cổ đại màu đen, cầm xích sắt tới xích cổ lôi đi. Ông Chu nơm nớp lo sợ hỏi âm sai, "Chúng ta đi đâu đây?" Một quỷ sứ trừng mắt đáp, "Không cần hỏi nhiều, đến đó rồi sẽ biết." Một quỷ sứ khác đáp, "Nếu sớm biết có ngày này, thì tại sao khi còn sống người lại làm nhiều việc ác như vậy? Phỉ báng Phật Pháp, giết hại người tu luyện, gian dâm với phụ nữ. E rằng người sẽ phải vào địa ngục không có ngày ra. Biết vậy thì khỏi phải nhiều lời như vậy nữa." Chu Hiến Phúc bị áp giải đến trước điện Diêm Vương. Lúc này toàn bộ ký ức của ông ta được mở ra. Hết thảy những hành vi đã làm khi còn sống đều hiện ra trước mắt. Vốn dĩ ông được đầu thai xuống thế gian là để tu luyện Phật Pháp. Nhưng khi có được thân người, rồi lại mê trong nhân thế, chuyên làm những việc xấu xa, hại người hại mình. Nhưng cho dù có hối hận bao nhiêu thì cũng quá muộn rồi.
Sau khi xem xét sổ ghi chép thiện ác, Diêm Vương phẫn nộ hét lên rằng: "Đưa tên lãng quỷ phá hoại Phật pháp này xuống tầng địa ngục thứ 18 chờ xét xử." Diêm Vương trừng mắt nhìn Chu Hiến Phúc bị áp giải đi, trong tâm thầm đưa ra phán quyết: tội tử hình. Trong địa ngục còn có một gương mặt quen thuộc. Anh ta là người phụ trách chương trình tin tức của đài truyền hình CCTV, đã qua đời nhiều năm trước đây. Sau khi chết, anh ta đã trải qua hơn 3 lượt 1.800 hình phạt tàn khốc của địa ngục. Tương lai sẽ bị quỷ sứ áp tải vào cửa vô sinh. Cho đến nay anh ta vẫn chưa hết kinh hoàng. Ánh mắt anh ta đầy sợ hãi, từng tế bào trên thân đều run rẩy, đau buồn lo sợ cho tương lai. Anh ta biết rằng bản thân sẽ phải chịu đựng những thống khổ vĩnh viễn không ngừng. Những người làm nhiều việc xấu xa tàn ác đều bị nghiệp lực bao phủ khắp thân. Có người linh hồn vẫn còn quanh quẩn trong trường không gian quanh thân thể. Có người thì linh hồn đã bị đọa vào địa ngục, chịu đủ loại tra tấn cực hình. Tầng tầng lập tử đều bị hủy diệt triệt để. Nhân thân nan đắc, thân người khó được, xin đừng bỏ lỡ cơ duyên chỉ thoáng qua trong nháy mắt này. Những năm sống trên đời xin hãy trân quý cơ hội làm người, tận dụng mọi thời khắc hành thiện, tích đức, kính thần, yêu người, chớ nên vì danh lợi mà tạo thành ác nghiệp. Một khi không còn thân người thì sẽ mất đi hết thảy cơ hội để bù đắp tổn thất. Một đời người trôi qua chóng vánh như bóng cầu qua cửa sổ. Trong tiến trình sinh mệnh dài đằng đẵng, mấy chục năm sống nơi trần thế cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Trên đầu ba thước có thần linh, thần vẫn đang từng giờ từng phút quan sát mọi hành vi, lời nói của mọi người. Những ai gìn giữ được tâm địa thiện lương, biết trân quý Phật pháp, phân biệt được chính tà thiện ác, chính là đang khai sáng cho bản thân tương lai tốt đẹp huy hoàng. Câu chuyện hôm nay xin dừng lại tại đây. Hy vọng quý vị đã có những giờ phút bổ ích. Nếu quý vị cảm thấy video có ý nghĩa, xin đừng quên chia sẻ cho bạn bè và nhấn nút theo dõi kênh để đón xem nhiều video thú vị khác nữa. Và bây giờ, Minh Thư xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.